em cái này tóc cookie này bán được rồi. Ủa mấy này ri hết luôn á chị. Đúng rồi. Trời ơi nhiều quá vậy. Ai cũng vậy luôn hả chị? Đúng rồi, cách nào cũng vậy. Rồi. Em ví dụ như em dùng cái món nào ngon em dùng hết, có thể xin thêm. Ồ, có xin thêm. Nhưng mà người ta tới ăn có một món rồi, ta cái chị đưa cái gì lỗ sao? Rồi gọi nữa. Mở lạnh quá. Lạnh quá không lạnh. Hôm nay là mình sẽ đi ăn đồ Hàn Quốc ở tại nhà hàng Đàn Đê Chang Cung. Bạn nào coi phim Hàn Quốc là biết cái tên là Đê Chang Cung rồi các bạn. Thì hiện tại là mình đang đứng chỗ trang trí này rất là đẹp. Đó bạn biết mình đang ở đâu các bạn. Tại là mình đang ở cái plaza mà ngay đường Lê Duẩn luôn, đối diện tại Đại sứ quán Mỹ. Thì rất là nhiều bạn là không biết là trong này là bán cái gì. Giáng sinh rồi đó. Cho bây giờ mình đi lên nhà hàng Đại Kim Tung thôi. Em cái buồn được không chị? Ôi cái này buồn này nhìn đẹp hơn các bạn. Ok mình sẽ vô cái buồn đi. Cái buồn như đặc trưng giống Hàn Quốc đúng không chị? Ok mình sẽ vô cái buồn đi bạn. Đây là cái buồn ngồi, cái buồn mình khá là ấm cúng luôn các bạn, biết không? Mình vô đây ngồi, cái này là tới 4 người đó chị. 4, 5 khách. Còn 2 người là đã xuống ngồi đây, chị tập 2 người ngồi được không? Từng buổi trưa là người ta hay ngồi xuống ngoài 2 người. Dạ, dạ. Bên chị có khu phòng riêng ở phía dưới á. Dạ. Ôi chị mặc bộ Đê Chang Cung luôn, nàng Đê Chang Cung là nàng Đê Chang Cung là gì ta? Là... Đầu bếp. À, đầu bếp. Ủa chứ phải thầy thuốc à, con nhớ là thầy. Đầu bếp với thầy thuốc à, đầu bếp với thầy thuốc của Du luôn mà. Trong này đại khoảng Đê Chang Cung, ở trong này là mấy cái chỗ ngồi bộ bệt luôn các bạn. Chút cái phá sau, bây giờ mình order menu đi. À. Món nướng đi, món nướng ngon nhất ở đây hả chị? Ồ, nói vô là có xe bình nước lọc là ri hả chị? Đúng rồi em. À, lọc là ri, là uống hết mà kêu nữa hay sao vậy? Đúng rồi, vô tư. Ok. Nói chung là mình vô Hàn Quốc là mình sẽ ăn thử món này có mì lạnh không chị? Bên chị có mì lạnh chứ. Mì lạnh hả? Dạ. Menu bự mà mình thấy giới thiệu mình mới biết được. Bên chị có hai loại mì lạnh. Mì lạnh này là mì lạnh nước này. Còn này là mì lạnh khô tay. Có cái chén nước súp ở bên ngoài. À, vậy cho em mì lạnh nước đây chị. Nó lạnh chân hả? Ở cái em có ăn cay được không? À, được chị. Được thì em gọi cái cô đi rồi có một cái chén nước bên... Nhưng mà Hàn Quốc thường hay ăn cái nào là đặc trưng? Thì đó, hai loại giống như hủ tiếu khô với hủ tiếu nước của mình vậy đó. À. Mà tùy em chọn thôi. À, vậy thôi em ăn nước đi. Nước cho đẹp, nước cho đẹp. Rồi, có cơm trộn luôn chị. Cơm trộn chỉ có 4 loại lận. Như là thường thường khác hay gọi là cái này là nóng, nó ngon. Nóng ngon là trong này có gì trong này chị? Trứng, thịt bò, rau nóng. À, trứng thịt bò rau nấm, ok. Cái này nó hoàn toàn là giống nhau nhưng mà tại vì cái này là cái cua đá thì nó nấu một lần nữa cho nóng. À. Cái này là trứng cá. Dạ. Vì là cái này có 160 hay là 210 vậy? Cái này là 160 vậy. Ồ, có 160 là rẻ hả? Ờ, cái này là 210 luôn. Tại vì cái này là nó thịt bò sống, em rất là nhiều thịt bò Mỹ. Sống xung quanh. À.
chị mang cái này mà em bỏ thịt trời sống lên này luôn đánh giá 110 có được không? Hay là thịt combo đúng không? Không, cái này là lạnh này, người ta trộn lạnh tại vì là ăn sống mà không phải là trộn một cái chín. Rồi về chúng ta ăn cái đá này đi. Cái gì làm? Hỏi gì đặt cho bên chị nữa chị? Nướng đó, nãy chị giới thiệu em là nướng thì chị là ngon lắm. Nướng đó chị? Ví dụ như là em thích ăn thịt nướng thì thịt ngon nướng, có thể là thịt nướng à. Cái này là thịt bò nướng. À, tại vì cái đồ nướng này em ăn không nhiều quá rồi, em bò nhiều quá, em ớt quá vậy, muốn ăn cái đặc sản của Hàn Quốc á. Tại em coi trên TV á. À, thì nói chung ở trong này là toàn là những món ngon thôi. À. Nhưng mà khách Việt Nam mình vô đây thì nói chung là thích cơm trộn nè, bánh xèo hải sản nè. Mì lạnh thì ít người thích nhất, ít người muốn ăn thôi. Có thể là lạ lạ em không ăn được luôn. Lạ lạ không ăn được luôn hả? Nhưng mà em ăn thử. Nhân người thì lạnh lạnh á, sức kim chi, sức sườn bò nhiều lắm. À, sức kim chi, sức sườn bò. Rất rất nhiều loại luôn. Đâu, cái nào đâu chị, cái nào sức kim chi? Đây chị giới thiệu cho em, cái này là sức tương đậu. Tương đậu với thịt bò này. Dạ. Cái này là sức kim chi nha. Cái này là sức thịt bò. Rong biển với thịt bò, cái này rong biển với con vẹn. À dạ, rong biển với con vẹm. Ừ, còn cái này là hai cái loại súp tóc tiên. Dạ, súp tóc tiên. Ừ. Là hết súp bên này luôn luôn chị? Đúng rồi. Ôi súp gì các bạn nè. Nhìn từ bên này qua đây luôn. Mà thường là ăn cái súp nào chị? Thường là ăn cái súp nào? Tùy theo, nói chung là khách mà thường ăn nhất á là cái súp sườn bò. Súp sườn bò. Sườn bò bên chị ngon lắm. Súp sườn bò. Sườn bò bên chị là khách Việt Nam thích ăn này. Và cái súp hai loại, có thể em ăn cay thì em chọn này, không cay thì em chọn cái này. À vậy cho em cái súp sườn bò này đi chị. Sườn bò. Em dạ. Hay là cái mì lạnh đó chị làm cho em một tô nhỏ. Tại vì em gọi nhiều món, em gọi cái tô bự em ăn hết. À vậy hả, ok chị. Dạ. Tại vì em gọi lung tung nhiều, em thích ăn nhiều hả chị? Chị sẽ đi nhỏ vậy nên. À cái em được order to với nhỏ hả chị? Không, bình thường là chị, ví dụ như là em ăn món nướng chị mới order cho em cái nhỏ thôi. Hoặc là em gọi nhiều món, còn ví dụ em chỉ gọi cái nhỏ chị không có bán. Ok chị, có nghĩa là mình order nhiều món nên chị mới làm cái tô nhỏ. Với là em gọi cái canh này ăn. Dạ, canh này ăn. Dạ. Đây mình gọi cái này. Cái cơm trộn một đúng không ạ? À, nãy mình gọi cái cơm trộn em gọi cơm trộn này nữa các bạn. À, có 160 thôi. Đó, trong cối đá này giống như tô phở 100 đô các bạn. Ô nhìn hấp dẫn quá. Đây tô mì lạnh này nữa này, mình order tô mì lạnh này nữa nha. Là nhỏ, là nhỏ ha. Rồi, tiếp theo. Cái món gì đó chị? Món này ngon đó chị. Món ngon hả? Món ngon thì rất là nhiều nhưng mà sợ em gọi nhiều quá rồi. Không sao đâu chị. Tại vì có cả khoảng 8 loại kim chi miễn phí đi cùng đó nha. À 8 loại kim chi miễn phí mình order mà chị ngăn cản là sợ nhiều quá bạn. Nhưng mà mình ăn lương đi. Cái nhớ cái Hàn Quốc có lương nướng. Lương đúng không? Bên chị là lương là, gọi là cá trình đó. Cá trình hả? À cá trình hả? Cái này là nhỏ xíu luôn. Nhỏ xíu nhưng, luôn. Ờ dành cho giống như buổi trưa thì một người ăn. À cá trình. Cái này cá sa ba chiên. Cá sa ba. Cá sa ba là 100, 190 này thôi, cá sa ba con này cá trình. Cá trình, nó có một cái thố súp nhỏ đi cùng nữa. Ồ. Ok, em muốn cô cà quá. Em muốn cô cà. Đây đi. Cô cà, Fanta, sập dai. Thôi uống cái gì lạ lạ đi. Lạ lạ khi nào em ăn xong thì bên chị có sẽ tráng miệng nước trà quế là lạ nhất ở đây rồi đó. À, tráng miệng nước trà quế. Tráng miệng, miễn phí luôn. Miễn phí luôn hả chị? Vậy cho em ly nước dưa hấu đi chị. Dưa hấu ép ha. Dạ. Không gian khá là đẹp. Giờ em biết trong cái tòa nhà này luôn các bạn. Tòa nhà là em play ra. Cái chén úp. Cái chén úp nào ạ? Không biết để làm gì hết nhưng mà nhìn khá là đẹp. Có cái gì á? Cái muỗng. Cái muỗng cái chữ nàng để chân cung. Đồ ăn Hàn Quốc ở tại 39 Lê Dũng nha các bạn. Có đũa nè. Oh, Hàn Quốc là số bằng của bằng inox. Còn cái phim bằng inox. Mũ bằng inox luôn. À, các bạn coi phim của Hàn Quốc không gấp đũa nè. Thật sự là mình gấp đũa rất là yếu mà cái đũa này mình khó gấp lắm. À. Mũ. Em cái này tóc kia này bán được gạo. Còn cái này ri hết luôn á chị. Trời ơi nhiều nha. Ai cũng vậy luôn á chị. Đúng rồi, cách nào cũng vậy. Trời. Em ví dụ như em dùng cái món nào ngon em dùng hết, có thể xin thêm. Ồ, oh, có xin thêm. Nhưng ví dụ người ta tới ăn có một món rồi, cái chị đưa gì lỗ sao? Người ta cũng có tính, ví dụ như một cái súp một người thì không thể nào ăn hai cái đâu. Vậy hả? Cái là người ta kêu một tô mì lạnh mà cô chị cũng dọn hết tấm gì luôn. Ôi trời các bạn, kêu con tô mì lạnh dọn hết cái này rồi sao lòi các bạn. Đấy các bạn nhiều quá. Nhiều lắm bạn. Tóc kỳ luôn, ri luôn, mà tóc bút kia ri. À, cái bánh gì ri. À, cái này là kim chi. Ôi nhiều chứ. Trời rau trộn. Ờ, cái này là cái này có vẻ ngon nè.
cái gì quên tên hả? Đó các bạn, cái đồ đủ là như vậy là mình thua rồi, mình gấp không được các bạn, tại vì mình đây khá là yếu. Đây là món cá cơm. Cá cơm. Ngon chứ. Cái cơm này á, ở ngoài Nha Trang có cái đặc sản gọi là xôi, mà cá cơm nóng với xôi nếp á. Sáng sáng mình hay ăn xôi với cá cơm hồi xưa lắm. Ngon thiệt các bạn. Là rất là vừa ăn. Ngon quá. Kim chi nè. Ăn thử coi cay không? Trời ơi, nhìn nhìn nó đỏ chét kìa, chắc cay lắm nè. Cũng cay bạn, hơi cay cay hơn. Ngon lắm. Này ngon lắm nè. Bây giờ mình biết cái chén này để làm gì vậy bạn? Cái chén này để rót nước này uống. Rồi. Đây, cái bình nước này là ri. Nó nghĩa là sao ta? Nghĩa là uống hết là gọi thôi, không tốn nước lọc luôn. Bữa qua ăn nhà hàng năm sao chai nước lọc là 195.000 các bạn. Ở đây nước lọc là ri. Cái vành miệng nó bự quá. Bự quá trời bự luôn. Ngon quá. Ủa chị, cái trắng trắng này là gì? Củ cải hả chị? Đậu hũ. À, đậu hũ. Hình như dưa hấu vậy. À dạ. Cảm ơn chị. Nãy chị giới thiệu gì em quên rồi, cái này là gì chị? Khoai tây cắt sợi. Dạ, còn cái này là su hào. Kim chi su hào. Cái này kim chi này nổi tiếng. À, nghe tới người Trung Quốc. Còn cái này là cái này là giống như là rau trộn thôi. À, rau trộn. Dạ rồi. Đó các bạn. Đây là tteokbokki ri luôn các bạn. Nếu mà vô đây không cần kêu tteokbokki luôn, có ri luôn. Đây mình ăn thử coi. Tteokbokki Hàn Quốc. Nàng đê chân cung. Cục nè bạn, nhìn nào. Nhìn thấy dẻo mà. Vừa ăn mà. Hơi cây cay, nhìn nó đã chết vậy mà nó không có cay đâu nha. Nó hơi cây cay thôi, nhưng mà cay á. Trên này có miếng trứng nữa nè. Nhìn ngon không? Ôi ngon nha, tấm kia ngon thiệt các bạn. Hay coi cho mấy phim Hàn Quốc á, thấy ăn ngon lắm mà, ăn rồi ngon thiệt. Ăn cái này ngon thiệt á. Miếng kim chi nữa nè. Nhiều khi bạn vô đây bạn kêu lon coca đó bạn. Rồi bạn ăn mấy đống này cũng no luôn rồi. Mình mới nghĩ ra á. Bạn buổi trưa bạn vô đây bạn ăn bạn kêu lon coca 25.000, kêu thêm chén cơm thêm 5.000 là dọn hết đống này ra luôn. Nhiều khi mình ăn tteokbokki ăn mấy này no hết luôn xong rồi. Vậy mình nghĩ nhiều chiêu quá bạn. Ngon quá. Này có thanh lạnh nữa. Đây là bán cơm chua văn phòng luôn các bạn. Bạn mình qua khám phá này có có TV luôn. Học viết hả? Ngồi học chung này nè. Ôi nhìn đẹp quá. Hả? Không viết. Không biết không viết. Ờ, nhìn lại không? Có chiều quần áo nữa nè. Nghĩa là do bạn cởi áo khoác ra bạn treo lên tay. Nhìn khá là chuyên nghiệp như phòng truyền thống. Bạn thọc cái chân xuống các bạn thấy không? Trước này có kệ để giày nè. Đó. Mình đi mình để giày vô đó chứ phải để chỗ này đâu bạn. Để giày vô đây. Không quan viên rồi. Được không? Rồi mình đi xuống kia vào nhà vệ sinh thứ gì vậy bạn? Ở dưới này là cái gì chị? Đây là uống nhà hàng luôn, anh Thọc. À chứ không phải nhà vệ sinh hả? Ok, mình tưởng là nhà vệ sinh ở dưới đó. Nhưng mà mình thấy mình nhìn ở dưới mình tưởng đâu có nhà vệ sinh, nhìn khá là đẹp. Mình tưởng thì là phòng ăn các bạn, rất là dài luôn á. Ở đây là cái tòa nhà nên bạn đi vệ sinh đứng ngoài tòa nhà các bạn, phải nhìn ra tòa nhà kia. Đó, đi vệ sinh bạn đi ra đó nha. Sườn bò các bạn. Làm nên chắc cho chân luôn nhé. À dạ, mì lạnh. Tại bình thường là nó dài vậy hả chị? Dạ đúng rồi. Mình coi mì lạnh nó dài gì nữa bạn. Chuẩn bị chị cắt ra không? Mì lạnh nữa bạn.
Ừ, có cục đá. Đây, bỏ đây cho chị đưa cho. Xin hỏi nha. Bình thường không cắt là không ăn được hết chị. Nó dài lắm, như là nó dài lắm. À, nó dài, mình phải cắt ra. Rồi, cảm ơn chị. Cơm, cơm. À, cơm hả chị? Cơm ăn kèm với súp. À, dạ. Mùi cơm à, còn cơm trộn thì ăn với cái súp này. À, dạ, dạ. Cơm trộn là mình ăn với súp này. Còn cái súp này ăn kèm với... À, súp này ăn với cơm, cơm trắng này các bạn. Ồ, à, cái cơm này mà ăn với... cái cơm này ngon hết sảy luôn mà. Rồi, đúng chị. Đấy các bạn. Trời ơi, mình mới xếp lại các bạn. Đồ ăn là xung quanh mình. Đầu tiên là mì lạnh nè. À, cơm trộn, súp sườn bò, cái này ăn kèm, rau, đây, trời nhìn đã không, nhìn đã không, nhìn đã không, nhìn là thấy thèm rồi đó, cái này nhìn hấp dẫn quá, đây là mì lạnh nè, nó có, bạn nhìn mì lạnh là có đá trên này luôn nha, mình tưởng nó mì lạnh là ướp lạnh, mà này có đá luôn cái cọng mì nè, nổi nhỏ xíu luôn mà, đây là lần đầu tiên mình ăn luôn á, nhìn đã quá, cậu rồi rồi, đó. Ăn sao ta? Đây. Đó các bạn. Đây. Ăn thử miếng thôi sao. Dài bạn. Nó mặt ngọt, chua chua, mặn mặn. Nói chung cộng mì dai ngon lắm, lạnh lạnh. Lạnh lạnh mày nè. Ngon quá, ngon khá ngon á. Ngon không ạ? Nói chung vừa vậy với mình đây. Cái này đây là món cơm trộn nè. Có cái trứng. Có mấy miếng bò theo á. Bò dụng nè. Dẻ, cải, nấm. Vừa đủ. Đủ lâu á. Giờ mình trộn lên thôi. Cơm trộn mà phải trộn lên chứ. Đây là gạo của Hàn Quốc nè. Giảm nhão mà. Hồi nó nóng nè. Cái thố này là lúc cái thố phở 100 đô các bạn. Nhưng mà nó nhỏ hơn nha, phở 100 đô là to là phải gấp đôi cái thố này. Ở trong này cũng có tương ớt luôn. Ở trong này mình hai số thấy người Hàn Quốc có ăn nhiều mà. Các bạn rất là ngon á. Bao nhiêu này có chảy không nè. Đây các bạn. Rồi. Kiểu này là đúng kiểu Hàn Quốc luôn rồi đó. Rồi mình dứt cơm mình vô. Đây. Mình đang thử nè. Nó không cháy luôn mà. Ngon ngon. Mình thấy hồi vô cái món này có tương ớt á. Cái món này có tương ớt à. Ngon không ạ? Ở trong này có chả nữa theo á. Ăn cái này nó thảy lắm mà. Cái cơm á. Không có cái cơm ngon quá. Hàn Quốc không ăn cái cơm giống Việt Nam mình luôn mà. Ngon. Ăn miếng kim tiêu rồi. Ngon thiệt. Chúng là món Hàn Quốc ngon. Ồ, còn cái trình nữa mình quên mất. Mình gọi nhiều quá, đấy giờ mình quên luôn các bạn. À, súp đi kèm nó trộn nhiều. Mình tưởng nó hết, mà ai mà quên mất chụp kéo chạy nhiều nha. Trời nhiều chứ. Mình quên là mình gọi nhiều vậy luôn á. Trời ơi. Dọn này qua coi. Đây là món cá trình. Đây là súp kim chi. Thiệt mình á. Mình ăn nãy giờ mình quên mất là mình còn món cái cá trình. Cá trình này là 300 ngàn mà. Ăn với canh kim chi. Ồ. Nhiều quá. Ăn thử miếng cá trình coi. Mình chưa thử món này nữa, tụi mình ăn thử rồi hả? Trời ơi, lên liên tục. À, nguyên một con cá luôn nè. À, gọi là sốt dầu nướng. Ngon lắm.
hẳn quá. Ăn cái gì vậy? Bay luôn mà. Ăn cái gừng. Để cho nó này giống như cái bà né. Đẹp lắm. Không, cái món này ngon các bạn. Ăn béo. Thật sự. Dài, nó giống như con lươn á. Cái trình là con cá phóng điện đó các bạn. Cá phóng điện. Đó. Ngon. Đây là canh kim chi nè. Hấp thơm miếng canh kim chi coi. Trong này có gì các bạn? Kêu. Đó. Đây. Thơm lắm á. Hấp thơm miếng coi. Ủa như cái món này cũng có tương ớt. Cái này tương ớt, này tương ớt luôn. Nó làm, nó ăn ví dụ tương ớt các bạn. Nóng quá, ăn miếng hôm nay nóng quá. Đó. Cá trình. Ngồi dưới tay. Con cá không có xương luôn. Rút xương rồi. Ăn miếng tóc hút kỳ nè. Ngon thiệt. Đây cơm trộn. Cơm nha. Hai thẩu luôn. Bình thẩu, caramel thẩu. Nhiều quá. Mình ăn cơm thông với lại cái này thử ngon không? Mình chỉ bạn á. Bữa nào vô kêu lon coca em nãy mình chỉ rồi á. Kêu thêm cái chén cơm này nữa. Ăn cái này thôi. Đủ quá. Em ơi, chị ơi. Cơm dễ dẻo. Nói chung là mình vô mình thấy cái menu. Cái món nào nhìn nó cũng đẹp. Bắt mắt các bạn, nghe người Hàn Quốc làm rất là bắt mắt nha. Chưa biết ngon hay dở mà nhìn là muốn kêu hết rồi đó. Giờ mình ăn món canh xương bò nè bạn. Đây. Đây là xương bò nè. Đây có trứng nữa nha. Đó. Đó, táo tàu nữa nè. Đây, cục xương bò nó bự quá chứ. Ờ, cục xương bò bự không? Chắc cho. Cái thường một cái thố gì thì mình nghĩ là chắc người ta ăn trong thố luôn mà. Con phim Hàn Quốc là người ta ăn trong thố luôn á. Chứ không phải là bỏ vô cái dĩa này đâu, cái dĩa này nó gì sao ăn. Ôi, giống canh đu đủ Việt Nam mình đó mà. Ngon lắm. Ăn cục bò đi mà. Thôi. Tắt cái là rớt cục mẹ luôn. Mềm, ngon á. Cái mì lạnh đó em ăn trước tí xíu nó mở ra nó dở lắm. Ngon quá được, anh ăn thử ngon á. Em trộn trộn lên nó cả nó dính lại đó nó nở ra đó. Dạ. Trộn đều chứ. Mì lạnh. Ăn với mì xương bò. Canh xương bò. Cái cá mặn lắm. Ăn cái bột cá, trời ơi nó mặn. Bị nó mặn mà buốt răng luôn á. Bỏ vào caramel nè. Ngon quá. Nhiều việc. Cái cục này là đặc trưng của Hàn Quốc. Cơm phim Hàn Quốc này cũng thấy. Nó rất ti. Mì lạnh quá. Cái cục mì lạnh ăn khá là ngon mà. Mà nó lạnh quá. Lạnh rất lắm luôn. Lạnh thiệt luôn mà. Tại vì mình lễ hơn 20 phút rồi nó còn lạnh. Chị ơi,
thì em hỏi thử em hết các cơm em muốn xin thêm được không chị? Ồ, được các bạn. Thì cho em thêm một lần. Dạ. À. Ủa mình được xin mấy lần chị? Dạ. Thường là được xin mấy lần? À, ok. Nói chung là xin 20 lần thôi các bạn ạ. Mặt dày mới xin nhiều lần tính tiền. Ok, cảm ơn chị nha. Tới rồi. À, rồi, cảm ơn chị. Ôi, nói chung là, ôi chị. Rồi, bây giờ. Rồi, ok. Ok các bạn, đây mình xin được lại các bạn. Ồ. Đó, xin thêm nè. Đó. Ra cho. Ăn hết mà xin thêm này, ri mà. Ngon quá. Cái cơm ăn với cơm trộn này hết thảy đúng không? Ăn với cái chừng nữa. Ngon quá. Không biết ăn chim ti. Đây là canh bà hầm. Trong này còn có mì nha. Đây là mì lạnh. Mì lạnh ngon hiểu không ạ? Ừ, ngon rồi đấy. Ừ, ngon quá. Ngon quá. Ừ, các bạn, nói chung là khá là no rồi. Nói chung là cảm ơn các bạn xem video giờ phút này nha. Thì nó thấy hay á, đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa. Mình chỉ review quán là sâu hay hơn, hấp dẫn hơn. Ở đây mình đánh giá là khá là ngon luôn các bạn. Đúng truyền thống của Hàn Quốc. Đó. Bây giờ mình sẽ tính tiền các bạn coi thử là ăn hết một đống như vậy nè. Là bao nhiêu tiền, ở thuế, phí, nhà nọ gì không. Đó, nhớ like video này nha. Cái chén này nãy nói là cái nước trà gì quên rồi. Trà quế. À, trà quế. Ồ, dưa hấu. Đó bạn. Cứ cuối là cái trà quế đi nha các bạn. Đây. Uống thử ngon không? Ngọt ngọt. Ôi, mùi quế thơm bạn, cái quế mà uống là chị ấm bụng á. Tém miệng, ngon rồi. Đây. Thôi đơn của mình nè bạn. 841.000. Đó. Được thấy cái món mình ăn không? Nó thuế 10% các bạn. Nó thuế 10% nha. Đó. À. Ok, ăn hết một đống luôn á, chỉ có 800 mấy thôi nha, mình tính thuế luôn á. Còn không có thuế chỉ có 700 mấy thôi. Trời rẻ các bạn. Rồi mình ăn rồi. No, tắt thở luôn.